không viên những sự yêu cầu đó mà chúng tôi thấy trong đạo tràng trong cái mùa dịch này á, thì đời sống của quý vị, nhất là vấn đề thể chất cũng không được khỏe lắm. Ví dụ như cô tu nữ Phúc Hạnh, rồi Sĩ Cao Oanh Phan, hoặc một vài vị nữa, nói chung là khóa kinh cầu an này là để chúng ta xua tan những cái dịch bệnh, những cái tật bệnh mà chúng ta đã mắc phải. Thì theo sự yêu cầu của Sĩ Nguyên Trang, của cô Lộc, mà hôm nay có cái khóa kinh cầu an này, mong quý vị cũng hoan hỷ ha. Khóa kinh cầu an này không riêng cho cụ ông Nguyễn Phương Quân, mà khóa kinh cầu an này là chung cho đạo tràng của chúng ta ha. Trong đó cá nhân của chúng tôi cũng an trú vào câu kinh tiếng kệ để cái tâm của mình được khăng khít. Thì đó là một điều chúng tôi mong muốn quý vị cũng được như vậy. Kinh thính pháp để được an vui. Duyên sự hôm nay đạo tràng Phật giáo Lâm Truyền, do sự yêu cầu của cô Lộc là cầu an để dâng quả phước lên ngài Hòa Thượng Tịnh Giác. Rồi cũng trong đạo tràng này, Sĩ Nguyên Trang cũng có yêu cầu là cầu an đến cụ ông Nguyễn Phương Quân, sinh năm 1939, hiện giờ đang trong thời kỳ lão hóa, sức khỏe không được ổn định. Thì trước ba ngôi tam bảo, một dạ chí thành sắm sanh liệu phẩm, hoa quả hương đăng, cúng dường ba ngôi tam bảo, nhất tâm đảnh lễ và nguyện hồng ân tam bảo từ bi gia hộ để gia đình chúng con thân tâm thường lạc, tinh tấn tu trì, bồ đề tâm kiên cố. Đệ tử chúng con nguyện trọn đời y lời Phật dạy, đánh xa điều ác, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, trước báo đền thâm ân quá độ, đáp nghĩa nặng sinh thành, sau vuông bồi duyên lành giải thoát, lợi lạc pháp giới chúng sanh, ngưỡng mong ân trên tâm bảo thủy từ gia hộ, ngưỡng mong ân trên tâm bảo thủy từ gia hộ, ngưỡng mong ân trên tâm bảo thủy từ gia hộ. Thì giờ chúng ta đi vào chánh lễ ha. Mời quý vị quan nghĩ cùng hướng tâm để nghe kinh. Trước tam bảo uy linh tối thượng, đèn trầm hương tâm nguyện chí thành, cầu cho pháp giới chúng sanh khắp cùng ba cõi muôn phần phước duyên, mãi tăng hóa trên đường thiện nghiệp, mãi vun bồi hạnh phúc vô dư, liên hoa nở khắp biển từ, trần sa vô nhiễm, huyễn hư đoạn lìa. Cuối đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh viễn kỳ đáng cúng dường, cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành đánh giữ lợi quần sinh. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thế Phật Bảo, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thế Pháp Bảo, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thế Tăng Bảo. Cổ Bồ Đề Trang Nghiêm Thiền Sự, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Từ quá khứ vô vàng Phật hiện, ở tương lai vô lượng Phật thành,
thiện tiền chư Phật độ sanh, con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu. Hồng danh Phật nhiệm màu ứng cúng, chánh biến tri minh hạnh đủ đầy, đức ân thiện thể cao dài, bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm. Vô thượng sĩ Pháp thân tịnh diệu, bậc trưởng phu điều ngự độ sanh, thiên nhân sư đấng cha lành, Phật đà toàn giác thế tôn trong đời. Phật là nơi nương tối thượng cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo độ sanh, bồ đề tâm nguyện viên thành từ đây. Gieo năm vóc trần vi sám hối, những lỗi lầm tham vọng mê si, cuối sinh Phật bảo chứng kỳ, con hằng tinh tấn viễn ly não phiền. Bác thanh đạo con đường tỉnh giác, đưa chúng sanh vượt thoát bờ mê, nương thuyền bát nhã quay về, ba tòa tạng bảo bồ đề tự tâm. Từ quá khứ vô vàng diệu pháp, tai vô lượng pháp màu, thiền tiền Phật pháp thâm sâu, thuyền từ phương tiện bắt cầu độ sanh. Pháp vi diệu cha lành kéo dài, lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền, vượt thời gian chứng vô biên, sát na đại ngộ khuất nhân liễu tường. Đặng vô thượng đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngõ vòng trần, kỹ nhân tự ngộ già chân, dự thường tịnh lạc pháp ân diệu màu. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an hòa, quy y pháp bảo bao la, minh tâm kiến tánh thắng ma não phiền. Gieo năm vóc vô biên sám hối, những lỗi lầm do ái dục sinh, quý xin pháp bảo chứng minh, con hành chánh đạo tâm linh quay về. Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh, giúp trần lao đạo quả viên thành, lục căn tịnh lặng vô sanh, ứng cúng cao thượng phước lành thế gian. Từ quá khứ vô vàng tăng chúng, ở tương lai vô lượng thánh hiền, hiện tiền tăng bảo phước điền, con xin kính lễ gieo duyên niết bàn. Bậc diệu hạnh thinh văn thích tử, bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia, bậc như lý hạnh tăng già, bậc chân chánh hạnh dưới tòa thế tôn. Thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cung nghinh kính lễ một niềm, thỉnh chúng vô thượng phước điền thế gian. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tịnh thanh, tự giác tha giác nguyện hành từ đấy. Gieo năm vóc tội rầy tâm sám, những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng, cuối xin chư thánh hiền tăng, con hành tịnh tấn tham sân đoạn lìa. Cúi đầu đến lễ từ ân, bảo tháp xá lợi kim thông Phật đà, bồ đề khắp cõi ta bà, nhất tâm thành kính hương hoa cúng dường. Ba tòa thanh tịnh bồ đề, mười phương thiên chúng hồi về nghe kinh. Pháp màu diệt tận vô minh, pháp màu cứu khổ sinh linh vạn loài. Kính thỉnh hàng thiên chúng dục giới và sắc giới, ở đỉnh núi hang động Phật cung điện thiên không. Kính thỉnh hàng địa tiên, nơi hải đảo châu quận, cây cao hoặc rừng rộng, trong nhà hoặc ruộng vườn. Kính thỉnh thần Dạ Xoa, Càn Thất Bà Long Vương, bậc có tâm hiền thiện, ở dưới nước thiên bờ hoặc nơi không bằng phận. Hiện đang trú không xa, xin quan tập đạo tràng để lắng nghe lời dạy của Đức Phật Môn Ni, khai thị độ chúng sinh. Nay là giờ chuyển kinh vô thượng, nay là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Chúng sanh cầu an lạc, luôn mở rộng lòng từ, làm lành xa ác tánh, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Hạnh phúc kinh. Như vậy ta nghe một thời Thế Tôn ngự tại kỳ viên tịnh xá của chứng giả cấp vô độc gần thành xá vệ.
Khi đêm gần mãn, có một vị trời dung sắc thù thắng, hào quang chiêu diệu, sáng tỏa kỳ viên. Đến nơi Phật ngự, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên cung kính bạch Phật bằng lời kể rằng: chư thiên và nhân loại suy nghĩ lý điều hạnh phúc, hàng trầm cầu mong đợi một đời sống an lành. Kính xin Ngài bi mẫn hoan hỷ dạy chúng con về phúc lành cao thượng. Thế Tôn tùy lời hỏi rồi giảng giải như vậy: không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc chỉ hiền, cúng lễ bậc đáng lễ là phúc lành cao thượng. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Đa văn, nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Hiếu thuận, bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Xả ly tâm niệm ác, chế ngự không say sưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Cung kính cùng khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Nhẫn nhục, lời nhu hòa, ý kiến bậc sa môn, tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Thiền định, sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ quả niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Những sự hành như vậy, không chỗ nào thối thấp, khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Bồ Uy Kinh. Nguyện cầu Uy Đức Phật Bảo, nguyện cầu Uy Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Uy Đức Tăng Bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả, rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh, bố thí và tham thiền, xin oai đức vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì cho tất cả được an lành tịnh lạc. Từ Bi Kinh. Người hằng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chấp pháp, hiền hòa, không kiêu mạn, sống dễ dàng, tri túc, thanh đạm, không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không quyến niệm, không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền chê, nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Chúng sanh dù yếu mạnh, lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình, lòng từ không phân biệt. Hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nỗi oán tưởng. Hãy mở rộng tình thương, hy sinh như từ mẫu, suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng để tất cả sinh linh. Từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hải, trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi oan trái, không giận hờn oán thù. Khi đi đứng ngồi nằm, bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm từ bi này, thân tâm thường thanh tịnh, phạm hạnh chính là đây. Ai sẽ ly kiến thủ, có giới hạnh nghiêm trì, đạt chánh tri viên mãn, không ái nhiễm dục trần, thoát ly đường sinh tử. Linh Bảo Kinh. Chúng ta nên đem lòng từ thiện đối với tất cả chúng sinh, như tôn giả Ananda đã suy tưởng đầy đủ các công đức của Phật. Từ khi mới phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác là tu mười pháp Parami, mười pháp Upaparami, mười pháp Paramattha,
tha bà ra mi tư cách chứng quả chứng biến tri trên bồ đoàn chứng pháp thánh. Suy tưởng xong rồi, tôn giả Ananda tụng kinh Paritta cả đêm, trọn đủ ba canh tại trong ba vòng thần Vesali. Tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới ta bà đều được thọ lãnh oai lực kinh Paritta. Kinh Paritta đã làm cho ba điều bất lành là bệnh tật, phi nhân, sự đói khát ở trong thành Vesali được mau tiêu diệt. Xin chư thiên lắng nghe, nay chúng tôi tụng kinh Paritta ấy. Phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội, hoặc ngay trên địa cầu, hoặc chính giữa hư không, mong rằng chúng thiên nhân phát sinh tâm quan hỷ, đem hết lòng thành kính lắng nghe lời Phật dạy. Hãy chú tâm suy niệm, khởi lên lòng từ mẫn đối với những người nào ban ngày và ban đêm thường bố thí cúng dường. Hãy phát tâm ân cần hộ trì những người ấy. Phàm những tài sản gì đời này hay đời sau, hoặc châu báu thù thắng hiện hữu trên thiên giới, không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Như vậy chính Đức Phật là linh bảo vi diệu. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc, diệt phiền não, pháp bất tử thù diệu. Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền, không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Như vậy chính chánh pháp là linh bảo vi diệu. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Thánh tám vị bốn đôi được bậc thiện tán thán, đệ tử đấng thiền thệ xứng đáng được cúng dường. Bố thí các vị ấy được kết quả vô lượng. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Các vị lòng thiểu dục với ý chí kiên trì, theo chân chánh phụng hành lời dạy vô tam á, chứng đạt được quả vị thế nhập đạo bất tử, liêu ngộ được dễ dàng, an hưởng sự tịch tịnh. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Ví như cột trụ đá thiếu ý tựa lòng đất, dầu có gió bốn phương cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tử thánh đế cũng tự tại bất động trước tám pháp thế gian. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Bậc thánh Tu Đà Hoàn thấu triệt lý thánh đế mà đức thiên nhân sư có trí tuệ thậm thông đã thức dậy toàn thiện, các ngài dù phóng dật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tám. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Nhờ viên mãn chánh trí, đoạn trừ ba kiếp sử là thân kiến hoài nghi, luôn cả giới cấm thủ, thoát khỏi 4 đọa xứ, các ngài không còn tạo 6 thiện nghiệp, 6 bất thiện trọng nghiệp. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Phật thánh Tu Đà Hoàn dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không hề khuất lấp được xứng danh thuần thiện, bậc liễu ngộ niết bàn. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lợi ích chúng hữu tình, ví như cây trong rừng đâm chồi đầu mùa hạ. Như vậy chính Đức Phật là linh bảo vi diệu. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Như vậy chính Đức Phật là linh bảo vi diệu. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Nghiệp cũ đã chấm dứt, nghiệp mới không tạo nên. Với tâm tư nhàm chán trong sanh hữu tương lai, các chủng tử đoạn tận tham muốn để diệt trừ bậc trí chứng niết bàn, ví như ngọn đèn tắt. Như vậy chính tăng chúng là linh bảo vi diệu. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội, hoặc ngay trên địa cầu, hoặc chính giữa hư không,
hãy đến lễ Đức Phật, thị hiện độ chúng sanh, được chư thiên nhân loại đến lễ và cúng dường, mong với hạnh lần này mọi loài được hạnh phúc. Phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội, hoặc ngay trên địa cầu, hoặc chính giữa hư không, hãy đến lễ chánh pháp đạo chuyển mê khai ngộ, được chư thiên nhân loại đến lễ và cúng dường, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội, hoặc ngay trên địa cầu, hoặc chính giữa hư không, hãy đến lễ chúng tăng tiếp Phật độ chúng sinh, được chư thiên nhân loại đến lễ và cúng dường, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Phật lực kinh. Ma vương biến ngàn tay, cầm khí giới đủ loại, cởi voi mê kha lá với vô số binh ma, vang rền như sấm động, quyết chiếm đoạt bồ đoàn. Phật dùng bố thí độ cảm hóa đại ma vương, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Dạ xoa a la quát cá, hung bạo hơn ma vương, kiêu căng và tự phụ, suốt đêm trổ thần lực quyết chiến cùng Thế Tôn. Phật dùng nhẫn nại độ cảm thắng thần Dạ Xoa, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Voi Nala Giri bị phục lửa bốn sai khủng khiếp, như lửa rừng, như sấm sét chấn động, như sa luân bạo khí. Phật dùng từ bi độ cảm hóa voi mê cuồng, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Angulima La, một sát nhân tinh nhuệ giết người chặt ngón tay, kết làm tràng đeo cổ, cầm gươm đuổi giết Phật lộ trình ba do tuần. Phật thế chuyển thần thông cảm hóa người hiểu sát, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Nàng mỹ nữ Chinh Cha dùng cây tròn giả dạng như phụ nữ mang thai để vu oan Đức Phật. Dùng năng lực chánh định, Đức Phật chế ngự nàng, do đạo tràng thỉnh chúng, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Du sĩ Sách Cha Cá, người chối bỏ sự thật, ngã mạn và kiêu căng, tự phụ đại thông minh, tự cao như phục phượng, thật ra như người mù. Phật dùng trí tuệ độ cảm hóa kẻ cuồng si, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Nandu Bananda, rồng chúa đại thần lực, chấp định kiến sai lầm, dùng thần thông thị uy vây Phật và thính chúng. Đức Phật dạy chứng tử tôn giả một kiền liên, biến hình thành Long Vương, cảm hóa rồng chúa dữ, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Đại Phạm Thiên Bát Cá, có hầu quán chiếu diệu, nhiều oai lực thần thông, chấp kiến và chấp ngã, tự phụ có đức hạnh, phường định không ai bằng. Phật khai triển thần thông cảm hóa trời Phạm Thiên, do Phật lực vô biên tự thành muôn phúc lạc. Người thiện căn hiền kỹ, ngày và đêm tinh cần, trì niệm tám Phật lực, tránh khỏi mọi tai ương, phúc duyên thường tăng trưởng, Phật đạo được viên thành. Giải thoát Di Giáo Kinh. Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp và là người thành kính sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp, không làm điều ác, thành tựu hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, ba đời Phật dạy, nhẫn nại pháp khiêu hủy tối thượng không gì bằng, niết bàn quả tối thượng, chư Phật dạy như vậy. Xuất gia không niềm hận, sa môn không hại người, không phỉ báng kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong mẫn thực, thích trú xứ an tịnh, chuyên chú hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Nhấn lại pháp căn bản, hầu hễ các hạnh lành, nhất là giới và định, tất cả các thiện pháp tăng trưởng nhờ nhẫn nại. Nhẫn nại có khả năng bướng gốc rễ tội ác và đoạn tận nguyên nhân mọi tranh chấp cải lẫy, là năng lực người trí, đoạn pháp của người tu, là lực người hành đạo có khả năng đắc thành mọi an vui phúc lạc. Người hành tu nhẫn nại là người có vạn lành, được phúc lộc quy danh, thường tự thành an lạc. Ta người đều lợi ích nhân loại và chữ thiên đều thương mấy hộ trì.
Người hành pháp giảng này, bản kiếp sanh thiên giới chống đắc quả nước bàn, người ấy gọi thực hành đúng chuyên ngôn di giáo, là người đã cúng dường Đức Phật cấp cao thượng. Nguyện cầu tám hướng mười phương, chúng sanh muôn loại hãy thường an vui, dứt trừ quan cả nhiều đời, bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan. Hại nhau chỉ chút lầm than, mê si điên đảo vô vàng lệ châu, chúng sanh vô bệnh sống lâu, nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày, nguyện cho an lạc từ nay, dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn, dứt trừ kinh sợ tái ương, bao nhiêu phiền não đoạn trường viễn ly. Nguyện cầu tam bảo chứng tri, sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn. Con xin ngồi hưởng phước này, khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc xa gần, hiện tiền quả vãng trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ báo truyền, giúp cho thấy đều hưởng phước cam lồ, lạc đạo căn bất thối, tâm vô khổ sầu. Lời vàng chư Phật thâm sâu, thấm nhuần trong họ năm châu thái bình. Con cùng Phật giới chúng sanh, đồng nương chánh pháp quang minh chân truyền, tín tâm giữ vẹn một niềm, vun bồi phúc huệ gieo duyên niết bàn. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh, vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh, vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh, vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được viên thành. Con lễ cầu an đến cụ ông Nguyễn Phương Quân, sinh năm 1939, đến ngài Hòa thượng Tịnh Giác, đến Sĩ Ca Oanh Phan, đến cô tu nữ Phúc Hạnh, đến huynh Châu Phan và quý vị trong đạo tràng. Nhân cái mùa dịch năm nay, ngưỡng mong Hồng Ân Tam Bảo thủy từ gia hộ, để quý vị được an vui tiến hóa trong sự tu tập. Alo, có lẽ cầu an đến đây xin được chấm dứt. Xích Nguyên Trang có ý kiến gì không? Thôi Xích Nguyên Trang lên cảm ơn đạo tràng chứ. Thay mặt thí chủ nên cảm ơn đạo tràng. Rồi chúng ta tiếp tục chương trình khác. Rồi xin mời Sĩ Nguyên Trang có đôi lời ha. Nam mô Bích Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Dạ con Nguyên Trang, và trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con Mô Bích Thai giá, Nguyên Trang có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ, Nguyên Trang đã rất mít rồi. Nam Mô Bích Thai giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sân Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, cùng chư Tân Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con xin điền khuyết cho Nguyên Trang ạ. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ mở khóa khinh cầu an đến cho
thân phụ của Nguyên Trang là ông cụ ông Nguyễn Phương Quân, và cùng với tất cả đạo tràng để chúng con được nghe thời kinh, để chúng con tâm chúng con được an ổn. Và con cũng mong rằng phước này trợ duyên đến ngày tỉnh giác và tất cả quý vị trong đạo tràng được sự an vui, có nhiều sức khỏe và tiến hóa, và mong cho tất cả chúng sanh được tai qua nạn khỏi và tật bệnh tiêu trừ. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức, và Nhật Bình cũng thay mặt đạo tràng kính cảm ơn đạo tràng đã lắng tâm thanh tịnh nghe thời kinh của ngài Trí Đức cũng như chia quả phước mà quý vị đã tạo được. Dạ Nam Mô Bích Thai giá. Bây giờ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay là câu phúc của kinh số 338. Nam Mô Bích Thai giá. Dạ con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật môn 338. Còn một tiếng rưỡi đồng hồ nữa, chúng ta cố gắng cô đọng ha. Bây giờ đi vào bài học ngày hôm nay, trước tiên chúng ta triển khai trước ha. Yà Thà Vị Mù Lê Anu Anu Bắc Đa Huệ Đàn Hề. Yà Thà Vị Mù Lê Anu Bắc Đa Huệ Đàn Hề. Yà Thà Vị Mù Lê Anu Bắc Đa Huệ Đàn Hề. Đó là câu thứ nhất. Bây giờ qua câu số 2. Chinh Nô Vi Rúc Khề Bú Na Rề Quá Rú Ha Tí. Chinh Nô Vi Rúc Khề Bú Na Rề Quá Rú Ha Tí. Chinh Nô Vi Rúc Khề Bú Na Rề Quá Rú Ha Tí. Câu số 2 này hơi khó đọc ha. Chữ lúc khô hả? Đúng rồi, chữ lúc khô nha. Chữ Kim Nhung, lúc khô nha. Rồi, bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Yà Thà Bí Mù Lê Anu Bắc Đa Huệ Đàn Hề Chinh Nô Bí Rúc Khô Phú Na Huệ Rắc Hoa Ru Ha Tí. Khê hả? Đọc khê, lúc khô nha. Rồi, xin lỗi. Đọc lại ha, bởi vậy mới đọc hai ba lần. Đọc lần đầu thì hơi khựng khựng một chút, khi mà đóng máy rồi thì nó mới trôi chảy á, thông cảm đi mà. Yà Thà Bí Mù Lê Anu Bắc Đa Huệ Đàn Hề Chinh Nô Bí Rúc Khô Bú Na Rề Quá Rú Ha Tí. Đọc lại lần nữa ha. Yà Thà Bí Mù Lê Anu Bắc Đa Huệ Đàn Hề Chinh Nô Vi Rúc Khô Bú Na Rề Quá Rú Ha Tí. Hơi khó đọc ha. Rồi câu 1, câu 2 vậy là tương đối. Câu 2 cuối câu không có trường âm, cho nên bài này khó chứ không phải là dễ. Bây giờ qua câu số 3. Ê Quầm Vi Tành Hà Nú Sẽ Về Anu Ha Tề. Ê Quầm Vi Tành Hà Nú Sẽ Về Anu Ha Tề. Ê Quầm Vi Tành Hà Nú Sẽ Về Anu Ha Tề. Rồi sao mà Sĩ Quan Thanh Bộ Hù sao đưa mặt lên ớn lạnh ha. Nhưng mà không sao, còn câu cuối cùng. Nếp Bắt Ta Ti Đục Kha Mi Đằng Bú Nắp Bú Nằng. Nếp Bát Ta Ti Đục Kha Mi Đằng Bú Nắp Bú Nằng. Nếp Bát Ta Ti Đục Kha Mi Đằng Bú Nắp Bú Nằng. Rồi, bây giờ Ta Ti, đúng rồi. Nếp Bát Ta Ti Đục Ta Ti hả? Ta Ti
là cái này cái động từ mà, phải không? Chỉ ta tì là ta tí cái chuyện đó. Bây giờ chúng ta chỉ nhìn mặt chữ, nếu thật sự nó là chữ tì thì một xíu, một xíu trong cái phần mà phân tích tự vận á, tại sao chúng ta mới chia chẽ. Còn bây giờ trên bài học á, trên bài học á, thì chúng ta có sao nó vậy người ơi ha. Bài học đưa lên là nếp bắt tá ti hay là tá tí à, cho nên sinh nhật quỳnh nó từ từ rồi nó cũng như nếp bắt tá ti chậu nếp bắt tá ti với là hồi chỉ tá tí mà chỉ ti với dấu quyền nhỏ xíu thì coi nó thuộc về cái gì đây. Nếp bắt tá ti, nếp bắt tá ti wow, đây là một cái động từ nếp bắt tà tí chứ không phải chỉ tì. Đây là động từ thì động từ không bao giờ có dấu cái động từ, động từ bắt tà tí bắt tà tí không phải là chữ tì. Thì chỗ này quý vị chú ý ha, nếp bắt tá tì đây là một động từ, mà động từ thì không bao giờ có dấu huyền ở sau như vậy. Động từ này có động từ số ít nga chứ không phải động từ số nhiều. Động từ số nhiều là tanh tí, còn đây nếp bắt tá tì, nếp bắt tá tì. Rồi bây giờ ôn lại hai câu ba câu bốn ha. Evam bitan ha nusaye anu hate nep battati dukkhami dang bunap punang. Evam bitan ha nusaye anu hate nep battati dukkhami dang bunap punang. Lần thứ ba. Evam bitan ha nusaye anu hate nep bat tati đục mi đằng bu nắp bu năng. Bây giờ ôn lại nguyên câu Phật ngôn 338. Yết hà biết mù lề anu bắc đa quê đàn hề trình nô biết rút khổ bu nắp rề qua ru hà tí ê quầm bí tành hài yá nu sá dê anu hà tê nếp bắc tati đục mi đằng bu nắp phụ năng. Lần thứ hai. Nhất thà bù lê anu bắt đa quê đàn hề trình nô vi rút khổ vô na rè vô ru hà tí ê vầm bí tàn hà nu sê dê anu hà tê nếp bắt ta tí đục ca mi đằng vô na phụ năng. Nhất thà biết mù lệ anu bắt đa quê đàn hệ trình nô bí rút khổ bú nạ rê vá ru hà tí ê vầm bí tàn hà nu sê dê anu hà tê nếp bắt ta tí đúc khá mi đằng bú nắp bú năng. Ở đây câu này cuối câu số 2 nó không phải là trường âm, cho nên quý vị mệt thì cứ ghé vào một cái trường âm nào đó để mà nghĩ. Còn nếu mà quý vị cảm thấy rằng nội công thâm hậu thì cứ đọc hết một hơi ha. Rồi bây giờ dòng kinh như vậy đó, bây giờ qua dòng kệ. Dòng kệ thì câu này cũng hơi khó khó chứ không phải là dễ, nhưng mà có người thích giọng kinh, có người thích giọng kệ, vậy thì cố gắng làm đủ để chúng ta thể hiện coi giọng kinh hay hơn hay là giọng kệ dễ đọc hơn. Nhã tha vi mu lê anu bát đa quê đàn hê chin nô vi rục khô bù na rê qua ru hà tì ê quâm bi tân hà nu sê dê anu hà tê nê ban ta ti đông ca mi đăng bù nập bù năng.
Yatha vimule anubandhave danhe chinno virukho bunare varuhati evam vitanha nuseye anuhate nimbantati dom kamidam punam punam Yatha vimule anubandhave danhe chinno virukho bunare varuhati evam vitanha nuseye anuhate nimbantati dom kamidam punam punam. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị, cái gì khó mà chúng ta chinh phục vượt qua được thì cảm thấy rằng cái khả năng, cái nội lực, cái sự tu tiến của mình có giá trị. Còn bây giờ quý vị khó cái đưa tay đầu hàng ha, vạn sự khởi đầu nan ha, gian nan cái bắt đầu nản ha, cái đó là thất bại ha. Rồi hãy vượt lên chính mình. Rồi mời Sister Kim, Sister Man. Con xin kính chào sư chí đức, các cô tu nữ, hữu duy Phật tử. Con không biết sư pháp chàng có vô không nữa, còn không vô, còn mới về thôi. Sư, cái động từ, cái chữ mà Nipatati đó sư, đó là nó chia theo cái động từ đặc biệt của nó sư, nó chia theo Pasen. Pasen nó cũng có cái chữ, cái dấu y mà có chữ dấu nguyền đó sư. Nó có hết. Nó chia theo nó ngôi thứ ba đó sư, tức là he, she, it đó, nó đều có, nó có dấu nguyền hay là nó không có dấu nguyền, nó đều ok hết. Con học con thấy vậy đó, thành ra tùy theo sư, sư muốn dấu nguyền hay không dấu nguyền gì cũng được. Con thấy hai cái cuốn sách nếp bà tá tì hết trơn đó sư, nhưng mà nếu mà tá tí cũng được, tại vì nó là apachi và nó nupatati nipatati gì cũng được hết. Vậy sư lấy cái nào, sư lấy tí hay sư? Con biết, con đọc đi. Con đọc kinh Pháp Cú hả, sáng nay mình ta không ổn. Ủa quý vị có nghe tôi rõ không vậy? Quý vị không thấy ai để số 1 vậy trơn, có nghe rõ không vậy? Vậy rõ hả? Thôi đọc, dở tay vô hỏi câu hỏi mà kêu đọc luôn cho rồi đi. Trời, bữa nay con đi sang Bật Ni đâu, trời cho nó nóng 117 độ luôn. Con mở mới lạnh, con muốn lạnh. Con giận mệt quá, buồn ngủ quá. Thôi đọc đại đi. Kinh Pháp Cú 238. Yatha vimule anuppadave danhe chinno pirukho punare wa guhati e wang ti tang ha nu sa ye anu ha te nip bak ta ti duk kami dang punap punang. Những cái này đọc tì đi thôi, tì tí gì cũng được, hai cái gì cũng được hết. Giá con xin phân tích câu số 1 câu 2 để đọc. Yatha vimule anuppadave danhe chinno pirukho punare wa guhati. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, mù lê là hai trường âm thông thường, á nú là hai đoạn âm, thắt là trường âm nhắn, đá đoạn âm, quê trường âm thông thường, đan trường âm nhắn, hê trường âm thông thường. Câu số 2. Chinh là trường âm nhắn, nô trường âm thông thường, thí là đoạn âm, rút là trường âm nhắn, khô trường âm thông thường, pú ná hai đoạn âm, rê trường âm thông thường, quá rú há tí bốn đoạn âm. Đọc lại câu 1 và câu 2. Yatha phí mu lê anupak đa quê đàn hề chình nô phí rút khô phú ra chinh no phi rút khô phú ná rê quá rú há tí. Câu số 3, câu số 4 trở về mở mắt hết trơn, mệt nóng cùng luôn. Con mày sợ nóng nhất đó. Lạnh thì chùm mền lên chút, nóng khó chịu dễ sợ.
Nhưng mà ở ở bên Mỹ cũng đỡ, nó nóng mà nó khô, chứ không phải nóng nó đổ mồ hôi như bên bên Việt Nam. Trời ơi khùng luôn. Con đọc câu số 3 về chỗ có bốn thân tích. Ê quăng phí tăng hà nú sa dê anu ha tê. Trường âm thông thường, quăng quăng là trường âm ngắn, phí là đoạn âm, tăng trường âm ngắn, ha trường âm thông thường, nú xá hai đoạn âm, dê 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 này giống như dây sồn ha, dê trường âm thông thường, á đoạn âm, nu trường âm thông thường, há đoạn âm, tê trường âm thông thường. Câu số 4, nít bắt tá tì, con thấy giống nguyện đi, sư nói tí nha. Tá tì đi. Nip bắt tá tì đúc khám đi đằng phú náp phú năng. Nip trường âm, nip bắt là hai trường âm nhắn, tá tá tí đi ha là hai đoạn âm, mà là tá đoạn âm, tì là trường âm thông thường, hai cái đều được hết đó. Đúc trường âm nhắn, khá mí hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phú đoạn âm, náp trường âm nhắn, phú đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chỉ câu số cuối cùng, câu số 4 này nó hai, có hai em trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vậy con đọc lại câu 3 và câu 4. Sư phó tài đúng rồi, chữ ti đúng rồi, nhiều sách cũng đề là chữ ti hết á. Tại vì ti hay tí đều được hết. Câu 3, câu 4 đọc lại. Ê quầm phí tăng hà nú sa dê a nu ha tê nít bắc ta tì đúc khá mi đằng phú náp phú năng. Đọc lại 4 câu. Giá thà phí mù lê a nú phát đá quê đàn hề trình nô phí rút khô phú ná rê quá rú ha tí ê quầm phí tăng hà nú sa dê a nu ha tê nít bắc ta tì đúc khá mi đằng phú náp phú năng. Bây giờ đọc kệ, hồi nãy chưa đọc kệ làm sao, mắt lo cha từ điển không biết, hồi còn đọc theo cuối tròn đi. Dạ kha phi mu lê anu phát đa quê đang hề chi no phi rung khô phu na rê wa ru ha tê e quang phi ta ha nu sa dê anu ha tê nịp băng ta tí đúc kha mi đăng phu na phu năng. Yak ta pi mu le anupa we da we dang he chi no pi rung ko phuk na re wa ru ha te e wang pi tang ha nu sa ye a nu ha te nip bang ta ti duk kha mi dang phu na phu nang. Như cây bị chặt đốn, gốc chưa hại vẫn bền, ái tỳ miên chưa nhổ, khổ này vẫn sanh hoài. Cái câu này chắc chắn là chữ nhổ là cái chính. Không thấy ổng cho cái bông nào. Xích từ từ còn đọc nhiều giờ lắm, không ai được. Trời ơi, ổng đọc kinh xong rồi ổng mệt quá rồi, ổng đi chỗ nào rồi, ổng cho không cho bông qua chân cắt hết rồi. Thôi con xin trả bài lại, con có sai xin sư sửa nha. Con mắt con mở chân đi nóng mệt chứ sợ luôn nha. Alo, dạ thưa đạo tràng, con được đọc bài câu kinh số pháp cú số 338. Ya tha bi mu le anu bap da ve dan he chin no bi ruk khu una re va ru ha ti e bam bi tan ha nu sa ye anu ha te nip bap ta ti duk kami đằng bu nắp bu nằng gia thà bi mù lệ anu bát đa về đàn hệ in no bi rúc khổ bu na rệ va ru ha tí e vam bi tàn hà nu sa dề anu ha tề ni bát ta tì đục kami đằng bu nắp bu nằng. Gia thà bi mù lệ anu bát đa về đàn hề, chữ giá là đoạn âm, chữ tha là trường âm thông thường, chữ pí là đoạn âm, chữ mu, chữ lê là hai trường âm thông thường, chữ á, chữ nú là hai đoạn âm, chữ bát là trường âm nhấn,
chữ đá là đoạn âm, chữ V là trường âm thông thường, chữ đam là trường âm nhấn, chữ hê là trường âm thông thường. Chinno birukho punare varuhati. Chin là trường âm nhấn, no là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường. Bú ná là hai đoạn âm, rê là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, rú há tí là ba đoạn âm. Giá thà bi mù lê anu bạc đa về đàn hề chình nô bi rút khô bú ná rê quá rú há tí. Câu 3 và câu 4. Ê vầm bi tàn hà nu sa dê anu há tê nip bạc tá tì đúc khá mi đàn bú ná bu nập bu nằng e vầm bi tam hà nu sa dê anu ha e. E là trường âm thông thường, vầm là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, tam là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, nu sa là hai đoạn âm, dê là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nu là trường âm thông thường, há là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, nip ta tì đúc kha mi đằng bu nắp bu nằng. Chữ nếp, nếp là trường âm nhấn, báp là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, tí là đoạn âm, tá tí là hai đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, mí là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bú là đoạn âm, nắp là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê vầm bi tàn hà nu sa dê a nu háp tê nip bát ta tí đúc khá mi đằng bu nắp bu nằng. Giờ con xin đọc lại 4 câu. Giá thà bi mù lê a nu bát đa về đàn hề chình nô bi rút bồ bu na rề va ru ha ti e vầm bi tàn hà nu sa dề a nu ha tề nip bát ta ti đúc kha mi đằng bu nắp bu nằng. Giá thà bi mù lề a nu bát đa về đàn hề chình nô bi rút khổ bu na rề va ru ha ti e vầm bi tàn hà nu sa dề a nu ha tề nip bát ta ti đúc kha mi đằng bu nắp bu nặng. Dạ con xin hết, xin sư sửa bài cho con và xin mời vị kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chi Đức, Chi Tôn Đức Tăng và cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin trả bài câu Pháp Cú 338 và con cũng xin phép là thứ bảy chủ nhật trong 3 tháng tới là con cũng sẽ rời room khoảng độ hơn 5 rưỡi một tí, con có việc ra ngoài ạ. Con sẽ đi khoảng 3 tháng, con xin kính báo sư và đạo tràng ạ. Con xin đọc ạ. Gia thà pi mù lê anu pắc đa quê đàn hê chì nô pi rúc khô nú ra pu puna re vanu varu varu hati evam pi tan ha nu sa je anu hati nipatati dukha mi dang duna puna puna jatha pi mule anu pak da we dan he. Con xin phân tích câu thứ nhất ạ. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, pí là đoạn âm, mu lê là hai âm, á nú là hai đoạn âm, bắc là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, hê là trường âm thông thường. Chin no piruk khô bu na re waru hati. Chin là trường âm nhấn, no là trường âm thông thường, pí là đoạn âm, rốt là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, pú ná là hai đoạn âm, rê là trường âm thông thường, quá rú há tí là bốn đoạn âm ạ.
evang pi tan ha nu sa ye a anuha 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 te. E là trường âm thông thường, vang là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tan là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, nú xá là hai đoạn âm, dê là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nu là trường âm thông thường, há là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, nipatati dukkha. Nipatati dukkhami đằng punapunang. Nipat là hai trường âm nhấn, tá tí là hai đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khá mí là hai đoạn âm, đăng là trường âm giọng nguyên âm, pú là đoạn âm, nắp là trường âm nhấn, pú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại ạ. Yatha pi mu le anupadda ve dan he chino pirukho nut punare waruhati waruhati evang pi tan ha nu sa ye anu anu hate nipattati dukkhang nidang punappunang. Yathāpi mūle anupakkha vedanhe cinno pirukkho nuppuna re varuhati evaṃ pi taṇhā anusāye anuhatte nibbattati dukkha midaṃ punappunaṃ. Dạ con xin hết, con xin ngài sửa cho con ạ. Con kính tri ân ngài. Con kính chào đạo tràng ạ. Dạ alo alo ạ. Dạ cảm ơn, dạ cảm ơn Giang Nhật Hạn, cảm ơn Thiện Vũ, dạ cảm ơn đạo tràng. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin trả bài câu Phật ngôn 338 ạ. Yathā bi mūle anubaddha ve dānhe cinno birukkho punare varuhati evaṃ pi taṇhā nusāye anuhatte nibbattati dukkhamidaṃ punappunaṃ. Dạ con xin phân tích ạ. Câu 1, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, mu lê là hai trường âm thông thường, á nú là hai đoạn âm, bát là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, hê là trường âm thông thường. Yathā bi mu lê anubaddha ve dānhe. Dạ câu 2. Chin là trường âm nhấn, nô là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, rúc là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, bú ná là hai đoạn âm, rê là trường âm thông thường, quá rú há tí là bốn đoạn âm, e chin no bi rúc khô bú ná rê quá rú há tí. Câu 3, e là trường âm thông thường, quam là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, tan là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, nú xá là hai đoạn âm, dê là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nu là trường âm thông thường, há là đoạn âm, tê là trường âm thông thường. Ê vam bi tàn hà nu sa dê a nu hát tê. Dạ câu 4. Nip bát là hai trường âm nhấn, tá tí là hai đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khá mí là hai đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bú là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nip bát ta ti đúc kha mi đăng bu nát bu năng. Con xin đọc 4 câu ạ. Ya tha bi mu le anu bát đa quê đàn hê chin no bi rúc
Kho bu na re wa ru ha ti e wam bi tan ha nu sa ye anu ha te ni bat ta ti duk kha mi đằng bu na bu năng. Con xin kể ạ. Dạ tha bi mu le anu bat da we dan he chin no bi ru kho bu na re wa ru ha ti e wam bi tan ha nu sa ye anu ha te Nibbata ti dukkha midang buna punang. Dạ, con đã trả bài xong ạ. Con xin xuống mic. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Xin mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin. Dạ, con không biết đạo tràng có nghe được tiếng con nói không ạ? Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Con xin kính đảnh lễ quý Chư Tăng. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 338. Ya tha phi mù lê anu phát đa về đàn hê chín nô phi rúc. Hồ Puna Re Varuhati. Câu 1, câu 2. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, mu lê là hai trường âm thông thường, á, nú là hai đoạn âm, phát là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, v là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, hê là trường âm thông thường, chin là trường âm nhấn, nô là trường âm thông thường. Con không biết đạo tràng có nghe được không mà tự nhiên phone con nó cứ hiện lên cái chữ. Dạ, con xin phân tích tiếp câu 2. Chino pirukho punare varuhati. Chin là trường âm nhấn, no là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, rup là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, phú ná là hai đoạn âm, re là trường âm thông thường, vá rú há tí là bốn đoạn âm. Câu 3, câu 4. E vam phi tanh hằng mu sa ye anu ha te nip bát ta ti du buk kha mi đằng hu nát hu năng. E là trường âm thông thường, vam là trường âm nhấn, phí là đoạn âm, tăng là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, nú xá là hai đoạn âm, dê là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nu là trường âm thông thường, há là đoạn âm, t là trường âm thông thường, nít bát là hai trường âm nhấn, tá tí là hai đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khá mí là hai đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phú là đoạn âm, náp là trường âm nhấn, phú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 338. Yatha phi mù lê anu phát đa về đàn hê chín nô pi rúc hô pu na rê va ru ha ti e vam phi tanh hà nô sa dê anu ha tê nít bát ta ti du đúc na mi đăng pu na pu năng. Dạ, con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ.
Alo. Dạ, xin kính chào, xin đảnh lễ sư trí đức, kính chào quý chư tăng ni và các bạn trong đạo tràng. Hôm nay con xin đọc bài pháp cú câu 338. Yatha pimule anupadda ve danhe chino pirukho kunare waluhati evam pi tanha nusaye anuhate nipatati dukkhamidang punapu. Dạ, con xin phân tích câu pháp cú 338. Yatha pimule anupadda ve danhe. Giá là đoạn âm, tha là trường âm, pí là đoạn âm, mu lê là hai nguyên âm thông thường, á nú là hai đoạn âm, pát là âm nhấn, đá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, hê là nguyên trường âm thông thường, phí là trường âm nhấn, no là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, khô là nguyên âm thông thường, phú ná là hai đoạn âm, rê là hai trường âm thông thường, quá, ru, hát, tí là bốn đoạn âm. Câu số 4, 3 là e wam pi tăng ha nú sa ye anu hate. E là hai trường âm thông thường, quăng là trường âm nhấn, pí là đoạn âm, tăng là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, nú sa là hai đoạn âm, ye là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nu là trường âm thông thường, há là đoạn âm, t là trường âm thông thường. Câu số 4, nít bát tá tí đúc khá mi đăng cú náp cú năng. Nít bá là hai trường âm nhấn, tá là đoạn âm, tá tí là hai đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khá là hai đoạn hai trường âm thông thường, hai đoạn âm, đăng là nguyên âm, pú là đoạn âm, nắp là trường âm nhấn, pú là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nhíp bát tá tí đúc khá mi đăng pú nắp pú năng. Con xin đọc lại câu pháp cú 338. Giá tha pí mù lê anu pát đá quê đan hê chín nô pí rút khô pú ná rê quá ru hát tí e wam pi tăng ha nú sa ye anu hate nip bát ta ti duk kha mi đăng pu nát pu năng. Con xin đọc kệ ạ. Xin có gì sai thì xin sư trí đức sửa cho mình con. Dạ tha pi mu le anu pát ta we dan he chin no pi ru kho pu na re wa ru ha ti e wan pi tang ha nu sa ye anu ha te ni bat ta ti du kami dang pu na pu nang. Dạ con xin hết ạ. Con xin rồi mấy cả xin cảm ơn quý sư, quý cô tu nữ và quý bạn đạo hữu. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin đảnh lễ sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 338 và phân tích ạ. Yà tha vi mù lê anu anu phát đa về đàn hề chino birukho bunare waru hati evam bitanha nusaye anu anu hate nip
patati dukhamidang punapunang. Dạ, câu số 1 và câu số 2. Yatha bimule anupadave danhe chino birukho bunare varuhati. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, mu lê là hai trường âm thông thường, á nú là hai đoạn âm, bát là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, về là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, hê là trường âm thông thường, chin là trường âm nhấn, no là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, bú, ná là hai đoạn âm, rê là trường âm thông thường, vá, rú, há, tí là bốn đoạn âm. Yatha bimule anupadave danhe chino birukho bunare varuhati. Và câu số 3 và câu số 4. Evam bitan ha nusaye anuhate nipattati dukkhamidang bunapunang. E là trường âm thông thường, vam là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, tan là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, nú sa là hai đoạn âm, dê là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nu là trường âm thông thường, há là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, níp bát là hai trường âm nhấn, tá tí là hai đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khá mí là hai đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bú là đoạn âm, náp là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại. Yatha bimule anupadave danhe chino birukho bunare varuthati evam bitanha nusaye anuhate nipatati duk khamidang bunap bunang. Dạ, con xin kể luôn. Yatha bimule anupadave danhe chinno birukho bunare varuhati evam bitanha nusaye anuhate nipatati dukhamidang bunapunang. Yatha bimule anupadave danhe chinno birukho bunare varuhati evam bitanha nusaye anuhate nipatati dukhamidang bunapunang. Dạ, con xin xuống bếp. Con có phân tích sai, nhờ sư sửa giùm con ạ. Dạ, con xin mời Xích Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trả bài. Dạ, con cũng không dám kệ, tại vì quên kệ hay quá, bây giờ theo thì chắc không được. Dạ, để con đọc bài. Yatha bimule anupadave danhe chinno birukho bunare varuhati evam bitanha nusaye anuhate nipatati dukkhamidang punang. Bút nát bút năng. Dạ, yatha bimule anu ba
đa quỳ đàn hề giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, mu là trường âm thông, mu lê là hai trường âm thông thường, á nú là hai đoạn âm, bát là ngâm nhấn, đá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường. Don, don là trường âm nhấn, hê là trường âm thông thường. Yat tha bi mù lê anu bát đa quê đàn hê. Chin no bi rút khô bu na rê qua rút ha tí. Chin là trường âm nhấn, nô là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, bú là đoạn, bú ná là đoạn âm, hai đoạn âm, rê là trường âm thông thường, quá là đoạn, quá, rút, há, tí là bốn đoạn âm. Con xin đọc lại hai câu. Yat tha bi mù lê anu bát đa quê đàn hề chình nô bi rút khô bú ná rê quá rút há tí. E wan bi tần hà nu sa dê anu há tê. E là trường âm thông thường, wan là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, tan là trường âm nhấn, hà là trường âm thông thường, nú xá là hai đoạn âm, dê là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nu là trường âm thông thường, há là đoạn âm, tê là trường âm thông thường. Ê quanh bi tành hà nú xá dê a nu ha tê nít ba ta tí đúc khá mi đằng bút nắp bút năng bú nắp bú năng. E là trường âm thông thường, oanh là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, nú xá là hai đoạn âm, dê là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nu là trường âm thông thường, há là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, nít là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, tá là đoạn âm, bá tá tí là ba đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, khá mí là hai đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bú là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. E wan bi tan ha nu sa ye anu ha te nip ba ta ti duk kha mi dang bút bu năng bút bu nát bu năng. Dạ con xin đọc bốn câu. Yat tha bi mù lê anu bát đa quê đàn hề chinh nô bi rút khổ bú ná quê quá rút há tí ê hoành bi tăng hà nu xa dê anu há tê nít ba ta tí đúc khá mi đằng bú ná bú nặng. Dạ con có sai xin ngày sửa. Dạ con xin cho mít cho vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính lệnh lễ Sư Chí Đức, con kính lệnh lễ Sư Pháp Trang, và con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Sức Nhật Quỳnh, dạ, cảm ơn Giang Nhật Hạ, dạ, cảm ơn Rung cho biết âm thanh rõ. Dạ, Niệm Từ xin đọc và phân tích câu Pháp Cú 338, dạ, câu số 1 và câu số số 2. Yatha bimule anupatta ve danhe chinno birukho pana punare varuhati. Câu số 1.
Ya là đoạn âm, Tha là trường âm thông thường, Bí là đoạn âm, Mu là trường âm thông thường, Lê là trường âm thông thường, Á, Nú là hai đoạn âm, Bát là âm nhấn, Đá là trường đoạn âm, Quê là trường âm thông thường, Đan là trường âm nhấn, Hê là trường âm thông thường. Dạ, câu số 1. Yatha bimule anupadave danhe. Dạ, câu số 2. Chindo birukho punare varuhati. Dạ, chin là trường âm nhấn, no là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, bú ná là hai đoạn âm, rê là trường âm thông thường, quá, rú, há, tí là bốn đoạn âm. Dạ. Câu số 2. Chin no bi ru kho bu na re wa ru ha ti. Dạ, câu số 3. E quang bi tan ha nu sa ye a mu ha te. E là trường âm thông thường, văn là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, tan là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, nú xá là hàng âm, dê là trường âm thông thường, á là đoạn âm, nu là trường âm thông thường, há là đoạn âm, tê là trường âm thông thường. Câu số 3. Nipatati dukkhamidan punapunang. Nip là trường âm nhấn, bát là trường âm nhấn, tá tí là hai đoạn âm, trúc là trường âm nhấn, khá mí là hai đoạn âm, đan là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bú là đoạn âm, náp là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại bốn câu. Yatha bimule anupadave danhe chinno birukho punare varuhati evang pitanha nusaye anuhate nipatati dukkha midang punapunang. Yatha bimule anupadave ta về đàn hề chín nô bi ru khổ bu na rê wa ru ha ti e wan bi tần hà nu sa về a nu ha tê nhất bát ta ti du kha mi đàn bu na bu năng. Dạ, con xin kệ câu 338 ạ. Yatha bimule anupadave danhe chinno birukho punare varuhati evang pitanha nusaye anuhate nipatati dukkhamidam punapunang. Yatha bimule anupadave danhe chinno birukho punare varuhati evang bi tan ha nu sa ye anu he ha te nibban ta ti dukkha midang punapunang. Dạ, mình tình từ đã đọc và kể xong, con có sai xin ngài sửa lại dùm con ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng, xin mời chiếc lá mùa xuân lên ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con xin đảnh lễ ngài Trí Đức, con xin kính chào đạo tràng.
con xin đọc và phân tích câu 338. Yat tha bi mù lệ anubat đa quề đàn hề. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, mu là trường âm thông thường, lê là trường âm thông thường, á nú là hai đoạn âm, bát là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, hê là trường âm thông thường. Chín và giáp thà bí mù lề anubat đa quê đàn hê. Chino biruko bunare bunare waru bunare waru hati. Chin là trường âm nhấn, no là trường âm thông thường, pi là đoạn âm, rút là con xin lỗi cô lạc lê, con nãy con không thấy cô lên. Chin là trường âm nhấn, no là trường âm thông thường, pí là đoạn âm, rút là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, bú ná rê, bú ná là hai đoạn âm, rê là trường âm thông thường, quá rú hát tí là bốn đoạn âm. Chin no bí rút khô bú ná rê quá rú hát tí. Quá lú hát tì ê ê quầm bí tần hà nú sa dê á nù hát tề. Ê là trường âm thông thường, quầm là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, tan là trường âm nhấn, hà là trường âm thông thường, nú sa là hai đoạn âm, dê là trường âm thông thường, á nu á là đoạn âm, nu là trường âm thông thường, há là đoạn âm, tê là đoạn âm. Ê quầm bí tần hà nu sa dề á nu hát tề níp bát ta ti túc kha kha mi đằng bu nắp bu nằng. Níp là trường âm nhấn, bát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, tí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khá mí là hai đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pú là đoạn âm, náp là trường âm nhấn, pú là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Níp bát tách không đọc hai câu. Ê quầm ê quầm bí tần hà nú sa dề á nù hát tề níp bát tí đúc kha mi đằng bú nắp bú nằng. Dạ thà bí mù lề á nú bát ta quề đàn hề chín nô bí rút khổ bú na rề quá rú hát tí ê quầm bí tầng hà nú sa dề á nù hát tề nếp bát ta tí tát tí đúc khá mi đằng bú nắp bú nằng. Con xin đọc lại một nữa. Dạ thà dạ thà bí mụ lề á nú bát ta quề đàn hề chín nô bí rút khổ bú na rề quá rú há ti ê bầm bi tằng hà nú sa dề à nú há tề nếp bát ta ti đúc kha mi đằng bú nắp bú nằng. Dạ tha bi mu lê a nu bát ta huê đàn hê chín nô bi rúc khô bú na rê quá rú há ti ê quam bi tan hà nú sa dề anu ha te dipatati dukkhamidang bunak bunang.
Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mít. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, kính kính âm. Dạ con kính lên lễ Thượng Tọa Chí Đức, dạ con kính lên lễ Sư Pháp Trang, Pháp Trang và dạ, kính mời Nhật Huỳnh, dạ, thôi để Tâm Phương xin đọc hết giờ rồi. Cả Pháp Cú số 338, Giá Thà Bi Mù, chạy nữa, Giá Thà Bi Mù Lê Anu Phát Đa, Đa Huệ Đa Hề, Trần Nô Bi Rút Khổ Bú, Phu Na Rê Quá, Quá Rú Há Tí, Ê Vầm Bi Tăng Hà, Nú Sa Dê, A Nú Há Tê, Ni Pát Tá Tí, Đúc Khá Mi Đăng, Bú Nà Bú Năng. Dạ, ông xin phân tích. Chữ gia là chữ giá là đoạn âm, chữ tha là trường âm thông thường, chữ ví là đoạn âm, chữ mu là trường âm thông thường, chữ lê là trường âm thông thường, chữ á là đoạn âm, chữ nú là đoạn âm, chữ bát là đoạn là trường âm ngắn, và chữ giá là đoạn âm, chữ quê là đoạn âm thông thường, chữ đá là chữ trường âm ngắn, chữ hê là trường âm thông thường, và chữ chinh là trường âm ngắn, chữ nô là trường âm thông thường, chữ bí là đoạn âm, chữ rút là trường âm ngắn, chữ khô là trường âm thông thường, chữ vú là đoạn âm, chữ ná là đoạn âm, chữ rê là trường âm thông thường, chữ quá là đoạn âm, chữ rú là đoạn âm, chữ há đoạn âm và chữ tí là cũng là đoạn âm. À, chữ e là trường âm thông thường, chữ văm là trường âm ngắn, chữ pí là đoạn âm, chữ tăng là trường âm ngắn, chữ ha là trường âm thông thường, chữ nú là đoạn âm, chữ sa là đoạn âm, chữ dê là trường âm thông thường, chữ dê là trường âm thông thường, chữ a là đoạn âm, chữ nu là trường âm thông thường, chữ ha là đoạn âm, chữ t là trường âm thông thường, và câu thứ 4 là chữ nếp là trường âm ngắn, chữ bát là trường âm ngắn, chữ tá là đoạn âm, chữ tí là đoạn âm, và chữ đúc là trường âm ngắn, chữ khá là đoạn âm, chữ mí là đoạn âm, chữ đăng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, và chữ phú là đoạn âm, chữ nắp là trường âm ngắn, và còn chữ phú là đoạn âm, chữ năng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Và con phân tích như vậy, có sai thì bạch ngài sửa giùm con. Con đâu đi về thì con đọc. Dạ. Dạ chị ca con xin nha đọc kệ. Dạ tha bi mu lê a nu pat da huy da hê chín nô pi cơ run khô phù na rê qua ru ha ti e vam bi tăng hà nu sa ye a nu ha tê ni patati dukkha midang bunap bunang yaha yatha bimule anupatta vedaheng cinno pindun kho punare varuhati evam bitang hanu saye anuhateng nipatati dukkha midang bunap bunang ya tha bimule anupada vedaheng cinno virukho punare varuhati
evam vitang anu saye anu hate nipantati dukkha mitang bunnap bunnang. Dạ con đã đọc xong, con xin. Mắc mạng rồi. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ, nhà Sa Thú Sĩ Nhật Quỳnh. À, hôm nay mời vị lên đọc tự nguyện ha. À, xin lỗi Sĩ Nhật A, thời gian cũng không còn bao nhiêu, còn có phần tư vấn, rồi duyên sự, Sĩ Nhật A qua hỷ ha. À, mời vị lên đọc, thì trong đó chúng ta thấy căn bản quý vị rất là ổn định, như là Thích Ca Tâm Phương ha. Đọc thì trường âm mà phân tích nó là đoạn âm, tức là nhìn vô mặt chữ phân tích là đoạn âm, nhưng cái giọng đọc thì lại đọc trường âm. Thì đây cũng là sự tiến bộ. Bởi vì sao? Quý vị biết Thích Tâm Phương là một người từ nhỏ, tức là đi gia đình Phật tử mà coi như trung thành với dòng tệ, để rồi bây giờ chính qua dòng tin, đó là một điều khó khăn ha, hơi khó. Sích Hồng Mai ha, Sích Hồng Mai đến với đạo tràng không bao lâu, nhưng mà rất căn bản, rất căn bản, đọc trôi chảy ha. Hay vì Sư Kim Nhung đó, đây là một cái vị Phật tử rất là thuần thành của chùa Siêu Lý nè, đọc các bạn tôi trở về Pali nha. Nói chung ở đây vị nào cũng giỏi hết, tức là quý vị đã có căn bản biết phân tích và đọc. Ví dụ như cái ca Hồng Mai khi nãy nhấn ban đầu đọc chữ Chinopi, Chinovi không được tự tin, nhưng mà lần sau cùng đọc Chino đúng. Thì như vậy những lần đầu chúng ta có thể là hơi run, bài này nó khó, nhưng mà rồi nhận định lại thì đọc, bởi vì cái giọng đọc rất là tuyệt vời. Sa thú, sa thú. Bây giờ chúng ta đi vào từ vựng ha, thì còn có 10, thì còn có 21 phút nữa, 21 phút. Cho nên cố gắng để cái vấn đề từ vựng để quý vị học mà hiểu được ý nghĩa của những từ này ha. Đây, câu Phật ngôn 338, chúng ta đi vào từ vựng câu đầu tiên. Yat ha vi mu le anu bat na we dan he. Yatha vimule anubaddawe danhe. Yatha vimule anubaddawe danhe. Câu này chúng ta thấy có bốn từ. Có bốn từ. Yatha vi chữ yatha vi, yatha đó là một trạng từ quan hệ. Yatha là ví như ha. Vi tức là do cái từ áp ý, nó là một liên từ áp ý cộng với giá tha, thành ra giá tha bí. Chữ bí này là thập vậy, thập cúng, thập vậy cúng. Như vậy thì giá tha bí, như thập ví như cúng, hay là thập vậy ví như thì đây chúng ta thấy hai từ người ta ráp lại có ý nghĩa. Chỉ giá tha là vi như, áp vi là thật vậy ha. Rồi cái từ mu lê, mu lê do cái từ mu lá. Mu lá là một danh từ trung tính, á kran tá na phùng sa ca linh ga. Chữ mu lá này được chia theo định sở cách số ít, tức là sát tầm bí vị pháp tí ê có quá trình á. Cho nên chữ mu lá biến thành mu lê. Mu lê là ở rễ, ở gốc.
rễ hoặc là ở gốc. Rồi, cái từ thứ ba, Anubhadave. Do cái từ Ubhadava. Ubhadava nó là một danh từ nam tính, Akrantapumlinga. Ubhadava có nghĩa là tai nạn, sự tổn hại. Tai nạn, sự tổn hại. Nhưng mà có tiếp đồng ngữ âm nó nằm phía trước. Tiếp đồng ngữ âm này tương đương với chữ ná. Tương đương với chữ ná có nghĩa là không. Vậy thì Anubhadave, Anubhadave nó cũng được chia theo định sở các số ít ha. Sattami vipatti ekavacana. Anubhadave có nghĩa là không có sự tổn hại, chưa bị tổn hại. Không có sự tổn hại, chưa bị tổn hại. Rồi, từ cuối cùng, đan hê. Đan hê do cái từ đan há. Đan há. Và cái từ đan há này cũng được chia theo định sở các số ít, tức là sát tầm ý, vừa phát tiếng e cao với trần á. Cho nên đan há biến thành đan hê. Đan hê là vững chắc, mạnh mẽ. Đan hê là vững chắc, mạnh mẽ. Rồi, chúng ta qua câu số 2 để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Chinno viruku punare varuhati. Chinno viruku punare varuhati. Câu số 2 này chúng ta cũng thấy có 4 từ ha. Chinno vi là 1, rukku là 2, punare va là 3, ruhati là 4. Vậy thì cái chữ chinno do cái từ chinna, do con ngữ chích. Chinh nô ở đây nó đứng làm chủ từ số ít. Bạch thơm á có quá trang nói vừa phát tí. Cho nên chinh nô ở đây nó có nghĩa là đã bị chặt, đã bị đốn ngã. Đó là cái dạng quá khứ con từ ha. Và chữ bí là sao? Tức là áp bí. Ví như áp bí có nghĩa là thập bậy chứ. Là thật vậy, đã bị chặt, đã bị đổ ngã. Nhưng mà cái gì chặt, cái gì đổ ngã, đó là chữ rút khô. Rút khô do cái từ rút thá. Rút khô do cái từ rút thá. Rút thá là một danh từ nam tính, ác lăng tóc phung linh gá. Rút thá ở đây nó đứng làm chủ từ số ít. Và tham á nghe câu quá chân áo vì pháp tí. Cho nên rút khá biến thành rút khô. Rút khô là cội cây. Rút khô là cội cây. Rồi, cái chữ rú hát tí, đây là một động từ số ít, có nghĩa là đâm chồi hay là mọc lên. Đâm chồi hay là mọc lên. Bú ná ghê quá hả? Xin lỗi. Nông bên qua. Anh Giang hả? Bú ná ghê quá. Bú ná ghê quá là ở đây do hai từ bú ná cộng với ê quá. Chữ bú ná là một tràng từ, có nghĩa là trở lại hay là lại nữa. Chúng ta thấy hai từ bú ná đi chung với nhau, nó thành ra bú nắp phụ năng ha. Bú nắp phụ năng tức là lại nữa, trở lại hay là liên tục. Rồi chữ e quá, đây là bất biến từ. Nó chỉ cho cái sự nhấn mạnh một cái từ.
mình nhấn, nó nhấn mạnh à, tức là Buna về qua trở lại lại nữa liên tục, tức là cái gì nó mọc lên, nó đâm chồi liên tục à, do cái động từ Ruhati ha. À, Buna về qua tức là trở lại lại nữa liên tục rồi à, cái chữ Ruhati là mọc lên, là đâm chồi, đó là động từ. À, vậy thì câu đầu tiên và câu số 2 Yatha Vimule Anubat Dawe Dan He Chino Viroku Kunare Vanvati. Hai câu này tuyên hú to quá hả? Trời ơi, tu còn hú nha. Rồi, rồi bây giờ không muốn cho nó hú nữa thì lúc cái tâm biên vô dịch ra hay khô chưa? Lúc này rồi. À, bây giờ ôn lại ha. Câu 1, câu 2 ha. Yatha vimule anupadave danhe chinno virukku punare varuhati. Như con cây mặc dù đã bị đổ ngã mà rễ vẫn chưa bị tổn hại và còn vững chắc thì cũng vẫn đâm chồi trở lại. À, ý nghĩa câu 1, câu 2 ha. À, câu 1, câu 2. Như cội cây mặc dù đã bị đốn ngã mà rễ vẫn chưa bị tổn hại và còn vững chắc thì cũng vẫn đâm chồi trở lại. Đó là ý nghĩa câu 1, câu 2. À, no, mình đến câu số 3 và câu số 4. À, đây, xa thủ, xa thủ, xin chào quân. Câu số 3, Ewam Vitan Ha Nusat Ye Anu Hate. Ewam Vitan Ha Nusat Ye Anu Hate. Ewam Vitan Ha Nusat Ye Anu Hate. Ewam có nghĩa là như vậy. Bi tức là á bi. Bi tức là á bi. Thì nó biến thành Ewam Bi. À, quả thật như vậy. Ewam Bi là quả thật như vậy. Hay là cùng thế ấy. Rồi, Tanha Nusaye. Tanha Nusaye do hai từ ha, Tanha cộng Anusaye. Tanha nó là một danh từ nữ tính. A Kranta Ikhilinga. Tanha là ái dục ha. Anusaye do cái từ Anusaya. Anusaya nó là một danh từ nam tính. A Kranta Kumlinga. Và chữ Anusaya này được chia theo định sở các số ít Satami vì phát tí câu quá trình á. Cho nên Anusaya biến thành Anusaye. Anusaye có nghĩa là sự tiềm ẩn, sự ngủ ngầm, thùy miên ha. Anusaye là thùy miên, ngủ ngầm, tiềm ẩn. Này chưa à, chỉ tìm ẩn, chỉ tìm 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 có chữ e ha, tìm ẩn chứ không phải này là tìm kiếm nè. Chỉ tìm ẩn, tùy miên, ngủ ngầm à, là chỉ tìm đó. Rồi cái từ cuối cùng anu hate. Anu hate do cái từ anu hata. Và Anuhata được chia theo định sở các số ít
sát tâm y vì pháp thi ek ta quách trần á cho nên anu hata biến thành anu hate. Đây là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính ha, ý nghĩa là chưa bị tận diệt, chưa bị nhổ bỏ, chưa bị tận diệt, chưa bị nhổ bỏ. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 4 để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Nibbattati dukkhamidam dukkhamidam punappunang. Nibbattati dukkhamidam punappunang. Nibbattati dukkhamidam punappunang. Chữ Nibbattati thơ văn thì người ta Nibbattati, nhưng mà ở đây nó là một động từ, cho nên Nibbattati chúng ta biết tiếp đồng ngữ ní là rời khỏi, là rồi cái căn ngữ quát quát tí tức là sanh là chuyển. Vậy thì ở đây Nibbattati hay là Nibbattati đều đúng cả. Cái hình thức mà Nibbattati tức là đó là một động từ, nhưng mà đối với thơ văn thì người ta sử dụng là Nibbattati, nhưng mà phản biểu đây nó là một cái động từ số ít, có nghĩa là sanh lên. Nibbattati là sanh lên. Chữ ti hay chữ tí chỗ này đều đúng ha. Nibbattati hay Nibbattati thì đều đúng, nhưng mà nếu bắt tạ tí chúng ta hãy phân biệt đây là động từ số ít ha. Còn khi nào nếu bắt tâm tí nó là động từ số nhiều ha. Rồi sanh lên, cái gì sanh lên? Đúc khá mi đằng, đúc khá, đúc khá có nghĩa là đau khổ. Mi đằng, mi đằng tức là do cái từ ý đằng, tức là đúc khá cộng với y đằng thì nó biến thành đúc khá mi đằng. Đúc khá tức là đau khổ này, đau khổ này. Đúc khá mi đằng, đau khổ này. À, đau khổ này ha. Rồi phú nắp phụ năng liên tục hay là tiếp diễn hay là thường xuyên. Phụ lắp phụ năng, cái từ này chúng ta học rồi ha. Liên tục, liên tiếp, thường xuyên. Phụ lắp phụ năng. Rồi như vậy thì evam vi tan hà nu sa ye an du hạ tê nếp bắt tạ tị đúc khá mi đằng phụ lắp phụ năng. E văn với tanh hà nô sẽ dễ án lù hát tê nếp bắt ta tiết lúc tham bị đắng phụ nắp phụ năng. Cùng thế ấy, khi sự tiềm ẩn của ái dục chưa bị tận diệt, khổ đau này còn sanh lên đợt này đến đợt khác. Câu 3, câu 4 hả? E quam bi tan ha nu sa ye anu ha te nep bat ta ti duk kha mi dang pu na pu nang. Còn thế ấy, khi sự ngủ ngầm của ái dục chưa bị tan diệt thì khổ đau này còn sanh lên đợt này đến đợt khác, hay là khổ đau này còn sanh lên liên tục. Câu Phật ngôn 338 cho chúng ta một ý nghĩa. Như cội cây mặc dầu đã bị đổ ngã mà rễ vẫn chưa bị tổn hại và còn vững chắc thì cũng vẫn đâm chồi trở lại. Cùng thế, khi sự tiềm ẩn của ái dục chưa bị tận diệt, khổ đau này
còn sanh lên đợt này đến đợt khác. Câu Phật ngôn 338, Ngài Hòa Thượng Giới Đức phổ thơ thế này: cái kia dẫu bị chặt rồi, còn nguyên chùm rễ vẫn chồi nảy lên, nếu chưa nhổ ái tùy miên, buồn sầu sanh mãi, tương duyên tương tồn. Xin lặp lại ha. Cây kia dẫu bị chặt rồi, còn nguyên chùm rễ vẫn chồi nảy lên, nếu chưa nhổ ái tùy miên, buồn sầu sanh mãi, tương duyên tương tồn ha. Rồi Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài đã phổ thơ ngũ ngôn thế này: như cây bị chặt đốn, gốc chưa hại vẫn bền, ái tùy miên chưa nhổ, chỗ này vẫn sanh hoài. Như cây bị chặt đốn, gốc chưa hại vẫn bền, ái tùy miên chưa nhổ, chỗ này vẫn sanh hoài. Như vậy thì câu Phật ngôn 338 nói lên cái vấn đề gì? Ở đây chúng ta thấy rằng qua ý nghĩa tiếng Việt, Ngài Hòa Thượng dịch rằng cây bị chặt đốn ha, như cây bị chặt đốn, gốc chưa hại vẫn bền. Chúng ta chặt đốn là phần trên ha, phần trên như cây bị chặt đốn nhưng mà cái gốc của nó vẫn còn, cái gốc vẫn còn, cái rễ. Và cái gốc đó, và cái rễ đó làm gì? Ái tùy miên chưa nhổ, khổ này vẫn sanh hoài. Thì ở đây nhấn mạnh cái chỗ mà tùy miên ha, hay là tùy miên, hay là tiềm ẩn. Đây là một điểm quan trọng ha. Cái điểm quan trọng này thì chúng ta phải giải quyết nó. Tại sao ái tùy miên là cái gì? Hay là cái điều này hôm trước chúng ta có nghe Sikh Hà đã hỏi Ngài Liễu Tông: ngũ ngầm thùy miên tiềm ẩn. Thì ở đây cái điều quan trọng là ở bên trong chỉ thùy miên ha, chỉ ngũ ngầm. Thì đây chúng ta thấy rằng đó là những cái phiền não, những cái pháp mà nó tiềm ẩn ở bên trong, chúng ta phải nhổ. Cũng như cái rễ cây, muốn cho nó không sinh trồi nảy lọc thì chúng ta phải đào bứng cái rễ, chứ không phải là chặt phía trên. Chặt phía trên chẳng qua là nhất thời thôi, giai đoạn thôi, còn mà cái rễ, cái gốc của nó mới là quan trọng. Vậy thì phiền não ngủ ngầm hay là thùy miên có tất cả là bảy pháp. Một, Kamaraga Nusaya, tức là cái từ Nusaya ở đây chúng ta thấy Tanha Nusaye, Tanha Nusaye tức là ái dục ngủ ngầm, ái dục ngủ ngầm. Thì ở đây được gọi là Kamaraga Nusaya, tức là cái lòng tham ái cảnh dục là phiền não ngủ ngầm. Và khi mà có cảnh thích hợp thì một pháp do đã có cái tiềm năng ái dục từ quá khứ. Thì như vậy chúng ta thấy chỉ Tanha Nusaya ha, Tanha Nusaya nó là tham dục hay là ái dục ngủ ngầm. Cái điều thứ hai là Patikha Nusaya, tức là phẫn nộ ngủ ngầm, tức là lòng sân hận là một phiền não nó ngủ ngầm. Mà khi có cảnh thích hợp thì nó bộc phát do cái sự sân hận từ quá khứ. Điều thứ ba là Ditha Nusaye, tức là tà kiến ngủ ngầm, là những cái kiến chấp sai lầm, là những cái phiền não nó tiềm ẩn ở bên trong. Thứ tư là Vichikicca Nusaye, hoài nghi ngủ ngầm, tức là cái tâm hoang mang ngờ vực. Và hoang mang ngờ vực này nó là một thứ phiền não ngủ ngầm từ đời này qua đời khác. Điều thứ năm là kiêu mạn ngủ ngầm,
Mananusaye, tức là cái lòng kiêu căng tự đắc. Và đó cũng là một cái thứ phiền não nó tiềm ẩn ở bên trong của chúng ta. Điều thứ sáu, Phavaraganusaye, tức là tham hữu ngũ ngọc. Tham hữu ở đây tức là cái tâm ái chấp vào sân hữu. Và chính cái tâm đứng núi này trong núi kia, đó cũng là một thứ phiền não ngũ ngầm ha. Và điều thứ bảy là vô minh ngũ ngầm, avicca nusaya, tức là cái tính mê muội, hay là nhắm mắt đưa chân không tự chủ. Và đó chính là cái thứ phiền não ngũ ngầm. Bảy cái pháp ngũ ngầm này chính là cái căn cái cội ha, cái căn cái cội mu lê nè, là cái gốc mà để chúng ta coi như là sanh tử luân hồi, tức là chúng ta không nhổ tận được những sự ngũ ngầm này thì cái khổ này vẫn còn sanh hoài. Rồi lỗ mấy phút rồi ha, xin quý vị thông cảm. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng trong đời sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả và hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin qua lục vô biên chư toàn giác độc giác và thiên văn kính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ vùng Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ye te la sa cha wa che na so tu go ho tu sa pa da. Do lời chân thật này xin dâng và phước lên chư tôn thiện đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia, xin mời Sư Ca Hồng Nhật tiếp tục buổi sinh hoạt của Đại Tràng. Alo. Yami da Bhutani Samagatami Bhumani Vayani.